kêu 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 đi về bển, nhỏ này nó không đi. Vì là mỗi lần mà đi thì bển mượn tiền á, có xin tiền có thì về bị đòn, còn nếu mà không có là về bị đòn. Về bị đòn thấy bà nội quýnh chết mẹ luôn. Dạ, thưa cô thì được biết hôm qua có tung lên một cái clip à, tất nhiên là cái chặng đó là quýnh khủng khiếp nhất hả cô? Ừ. Cái cô có chứng kiến không? Mới bằng đầu tiên cô hay trước cái thầy. Bởi vì cô nằm võng đây nè. Cô nghe la, nó la, mới đầu nó còn la nổi. Nó cô mới chạy lại cái đầu cột kìa. Cô đứng cô nhìn qua. Thì thường ngày nó bị đòn là cô đứng nhìn vậy đó. Nhìn qua thấy vậy thôi, chứ không dám qua. Dạ. Ừ. Cái thấy nó lôi đầu từ trong lôi ra, cái nó giặt giục văng cái mé mương rồi. Cái dòm thấy nhỏ này nó bò lên. Bò lên cái mới lên tới đó à, cái nó giật cây chổi nó đập riết con nhỏ sụm xuống đó luôn. Quỳ lại luôn. Cái nhỏ quỳ lại luôn, cái nó tôi lại, cái nó nắm cái đầu nó giặt nữa. Nó giặt rồi nó đạp đó. Dạ. Trời ơi, nó quýnh biết là bao nhiêu trong nhà cô đâu có thấy đâu. Tới chừng ra ngoài này cô mới thấy. Cái cô mới nói trời ơi không ai cứu, cứu chắc chết quá à. Cái hồi lúc đưa, cái hồi lúc quýnh hôn đó, nói không ai cứu chắc chết, sao cô thấy hai chồng hiện lú đầu ra, nó dầm dầm, nó trời đất ơi mày chạy qua bển mày cứu nó đi, nó chết bển kìa. Nó chạy ra nó lấy ra điện thoại nó quay. Con nghe cô nói là cho vừa bụng mày đi, vừa bụng mày đi. Ý cho cô nóng ruột. Nóng ruột. Bên mẹ ruột. Ừ, kêu mày đi mà tại sao mày ở hoài, mày ở đây mày tìm chỗ chết. Ăn, ăn cái gì? Nó bắt con cóc. Tôi qua tôi thấy rõ ràng nha, chồng đi khỏi rồi, đi mần bữa đó đi mần nghề rồi. Tôi thấy nó là bắt con cóc, lột da ra cái bắt đầu mần, nó khô khô đấy. Ừ. Chồng nắm tiền hết trơn, không có tiền bạc gì hết. Tôi nói trời ơi, ăn uống còn con chó nó nuôi ha. Trời ơi, nó đập bằng đi mà hôm khỏi ngủ luôn, quýnh chó ghế dọ chứ. Cái người chồng đánh đó hả? Cái thằng này nè, cái thằng quýnh vợ, nó quýnh không được vợ, vợ nó chạy rồi nó quýnh chó. Đụng cái gì là đánh cái nấy. Trời ơi, nó đụng gì quýnh nấy, còn dịch của nó ha, nó nuôi nhỏ là báo gì mà quá trời quá đất vậy. Trời ơi, đất quỷ thằng ơi. Nó dịch nó nuôi mười mấy con ha. Nó đập một cái đi hen, nằm lạng đã chân nhỏ này biết sao giờ, dịch thiện con cũng ký mấy hai ký hết rồi. Nhỏ này em đốt thui rồi bầm ra dục cho cái giò ăn, ăn gì hết. Ừ, mà nó đập rồi thấy nhỏ này về liền á thì còn đi bán được. Nó đập rồi nó không cho nhỏ về rồi đâu dám về, để chưa nắng rồi nó sình lên. Rồi nhỏ này đốt lửa thui đi về được, đốt lửa thui rồi cái cho cái giò ăn. Dạ, rồi hai vợ chồng của chị có con cái gì không cô? Trời ơi, có hai đứa con xinh xắn lắm nha. Bên bển người ta bắt người ta nuôi ở bên bển á. Bên ngoại. Bên ngoại người ta nuôi từ hồi lúc đi mẫu giáo hen. Từ hồi lúc mà đi mẫu giáo hen. Cho đến bây giờ hồi năm cách đây 2-3 năm rồi, nó nói thi cử nhân hai đứa học ở trường một à. Học có cỡ à. Bên ngoại nuôi. Bên ngoại nuôi không rồi, ta cất cái nhà ở bển, người ta cho bển. Mà tôi nói cái gì cất nhà thôi, mình về bển ở với con mình. Dạ đúng rồi. Xong. Cái nợ trả chưa hết đó thôi. Bởi vậy tôi nói không biết nó mắc kiếp gì, dữ dữ mấy con hả. Dạ thưa cô thì quýnh như vậy đó, sao cái người này mà không bỏ đi, nó có cái lý do gì trong đó không con theo cô á? Theo như gì biết á, theo như gì độ chắc cái thằng này nó có bùa. Theo như dì biết á, bị dì nó thường ngày nó nói với cô là bây giờ con vợ nó đi để bây giờ đi đâu đi chứ chiều nay về rồi thì chiều nay về. Thằng ơi. Hả? Đi trước gì luôn hả? Ừ. Nó nói là có tao nói về cái quần què gì đủ để mẹ mà quýnh người ta chết mẹ mà về gì nó đi chuyến này nó đâu có về đâu mà nó nói mày. Ba con đi chuyến này là con không bao giờ cũng về. Nó cái thằng này nó lại nó nói vậy nó hôn. Tôi nói bà chiều nay nó về rồi, bà tin tôi không? Nó nói với tao là nó đi nó không về rồi, mày nói sao chứ nó không về đó. Mà thì chiều cái nhỏ lót lót về, tối sớm cũng phải về. Đại Vĩnh Long câu nữa. Tối sớm cũng phải về tới nha. Dạ. Nó về tới mình thấy ghét luôn, thấy ghét nó luôn thiệt. Tại vì cô là nghĩ quá khổ là chỉ đi là đi luôn chứ không về. Trời ơi, giá cho nó đi. Dạ. Bà ơi, bà cho tôi xin tôi dép đi. Tôi đi bây giờ tôi đau quá trời, ông dục dép xong trơn rồi. Thấy chị ốm hết sức luôn. Rồi mình thấy dép còn cũ cũ, cái mẹ giục cho nó đôi nó đi không được. Rồi nó mang nó đi ra kia rồi mấy chục lần rồi ra kia cũng xin dép người ta ngoài đi vậy đó. Dạ cô ơi, cô nói ảnh xài bùa của mình lúc trước mà mình có biết cái sự việc gì không cô? Theo như cô biết á, là cái thằng này nó xài bùa trà. Ừ.
cô biết ở đây thường ngày nó có nhiều khi lắm lúc nó qua đây nè, nó chơi á, cái nó nói bà con nói thiệt với bà ấy là con chắc hết trơn, ai làm gì làm con biết hết trơn, mà ai mà lấy tiền con rồi sẽ thấy cảnh. Nó nói vậy đó, chắc có thể là gì luôn. Chắc là có mà. Rồi cái tao hỏi chứ rồi mày làm gì vậy? Bà thấy con có ăn thịt con gì nè, con heo, con trâu, con chó hay là con gì đó. Bà thấy con có ăn không? Hình như là con nhớ là thịt heo. Thịt heo, thịt chó gì đó, nó nói mình đâu có để ý đâu. Mà bùa trà là kỵ thịt heo. Thịt heo là con ăn đâu à? Nó nói vậy đó. Cái thời điểm mà qua nói cho cô biết đó là ảnh có quýnh vợ ảnh chưa? Thì cũng quýnh đó. Cũng quýnh lay gai rồi ha. Cũng quýnh lay gai rồi đó. Thì tại vì cô thấy nó vậy cô mới hỏi nó. Cô hỏi chứ tao khen mày thiệt, mày đi vợ mày đi mày nói nào gì sao vợ mày gì à, chứ tao thiệt mày tao tính vợ mày không gì đó. Thành nói luôn á, không gì bây giờ quýnh đau quá rồi sao gì được. Chị cũng đi nhiều lần luôn nữa. Trời ơi, đi không có đồng bạc đi, người ta cho không sớm này người ta cho tiền đi á. Ví dụ như bây giờ đi qua tới bển người ta cho chừng vài ba chục ngàn đó. Về tới cha mẹ đi xe buýt về luôn. Hàng ngày hai chồng anh chị đó làm gì sống? Thì đi làm mộc đó. Ảnh làm mộc. Còn chị? Trời ơi, đi cũng cưa cái làm mộc. Hai chồng đi chung. Hai chồng đi chung luôn. Sáng thì con chồng ngồi trước, vợ đeo sau lưng á. Đi mà chiều chở gì à? Vậy không đó. Theo cô ở đây á, là theo cô biết á, là cái người này quýnh vợ khoảng bao nhiêu năm rồi cô? Cả hai năm nay là siết bù lon đó. Gia đình bên người vợ này, gia đình bên mẹ đẻ này biết không cô? Không biết, biết không thì cô không biết, bởi vì bà không có qua. Mà thằng hai này nó nói á, tôi nói sao mà mày không điện bển cho bển người ta hay giùm tao cái mày đúng đứa đứng với người chết luôn rồi, mà nó chết đâu, chết đây rồi án mạng nữa. Mày sao mày không nói? Trời ơi bà ơi, con điện biết mấy lần bển người ta, tôi nói người ta không có tin bà ơi. Cho nên ngày qua này nó mới lên á. Chắc có lẽ là cái người con gái này giấu ba mẹ mình quá. Giấu dữ lắm. Giấu không có cái gì về nói với cha mẹ chứ. Hay là giấu, hay là cái anh này anh dùng cái bùa gì đó không nói được, không chừng hả cô? Không biết, không có nói. Cái sự ấm bức 2 năm trời sao không nói được? 2-3 năm nay cũng có sự nguy hiếp nữa. Nhưng mà anh của anh với người vợ nãy nói là có chục năm luôn rồi. Thôi thì cô nói là 2 năm là siết cù lon đó, là 2 năm quýnh liên tục rồi đó. Quýnh liên tục đó. Đánh luôn người chị luôn á. Chị dâu luôn á. Chị nói là gượt đánh chị luôn á. 2 năm nay là anh tân thủ quánh là siết luôn á. 2 năm nay là nó siết đó. Cách không có cách 5 ngày đâu con ơi. Chừng 2-3 ngày là nó làm rồi. 2-3 ngày là nó quýnh rồi. Khi không vậy cái gọi la sùm cho bụng mặt chạy đây là máu me đầy đặc. Đánh lần nào cũng đổ máu. Đánh lần nào cũng đổ máu, thẹo vết thương trên đầu đó ha. Bây giờ dạch ra coi không biết ngàn vết nào. Vậy là ở đây anh chỉ là đánh vợ thôi chứ hàng xóm là không có đụng tới hả cô? Đụng tao quýnh chết. Nhỏ xíu con à. Thấy không, thấy trong hình không? Nó nhỏ xíu con à, nó có bự đâu. Bị người ta quýnh hoài. Đi nhậu bên xóm đình xóm chùa nè, bị người ta quýnh hoài. Quýnh về nằm thở hơi hết. Nhỏ này đi mua cháo về đổ. Đổ vô có sức là quýnh lại. Quýnh người ta quýnh nó. Nó nhậu bệnh rồi nó bậy nó bạ gì đó. Tao quýnh nó. Rồi con nhỏ này lâu về. Về đây nằm thở thêm thiếp về. Rồi nhỏ này mua cháo gì đổ. Đổ rồi tỉnh lại ít ngày quýnh nó. Vậy đó. Chút cháo là bầu dữ. Vậy đó. Mà hay thiệt nha. Thằng này nói gì nhỏ này nghe đấy. Ủa không dám bao giờ cãi. Tóm tắt là đàn gái quýnh lần một đi mà. Trời ơi, tôi quýnh tôi chừng 2-3 bạc tay rồi. Cái là Ali nó xài bùa. Theo chú là có xài bùa. Không có đi được. Nó xài bùa. Rồi nó bỏ rồi tự nhiên vàng vòng lột đưa nó hết. Nó nói nè. Nó nói với cái thằng Mỹ con tôi nãy nè. Gọi là bùa nghe. Nó nói nè. Ông với vợ ông đi ông dở quá. Tôi cho ông một chữ bùa là chiều nay trở lại. Không, theo như con đổ anh này có chơi bùa thiệt. Có bùa. Nó có bùa. Anh cử ăn những cái con đó là con có bùa. Nó phải không đâu. Bùa trà. Nó nói bây giờ ông muốn không? Trời ơi, bùa đó là muốn cô gái nào rồi đó. Chỉ cái quả trong lòng. Nhỏ này nó ôm ngã mẹo quá. Phải mấy từ là duy tâm.
nó nói này nè, nó cứ cứ hỏi gì đâu. Dạ. Nó ôm nó theo thiệt này đó. Đúng thiệt mấy ông. Bởi vì bây giờ cha mẹ người ta. Mấy ông gì tâm mà ông tin hả? Cắn cắn đi. Rồi đúng quá không hợp. Nói đi chú nói hay mà. Thì đó vậy đó, cũng như là chắc là nó có bùa cho nên con nhỏ này nó mới như vậy chứ theo như tôi. Vì nói nghe này cũng như bây giờ ví dụ như quýnh một hai lần đau quá rồi cũng vợ chồng cũng chia gã chứ đâu mà như vậy. Gì mà quýnh gì mà chưa được 5 ngày là đổ máu đổ mụn. Quýnh giết làm như chỉ ghiền đó cô. Hả? Đánh giết làm như chỉ ghiền là chị không đi được. Ừ. Chỉ ghiền không đánh không. Như giống như chân ba hàm thịt chứ. Không, chân ba với hàm thịt đó. Ừ. Đánh đau đi, được. Đi không được, bị nó kéo lại. Ừ. Ừ. Đi rồi cái lót tót rồi lót tót vậy tới. À, theo cô vậy đó, cái sự việc này là chính quyền đã vào cuộc, là theo cô sao, nhẹ nhõm không? Theo như cô là cô nói vậy, nếu chính quyền bắt được thằng này lâu lắm rồi không ai bắt được nó. Dạ. Bởi vì nó đứng đây nhà này vắng vẻ quá đi, không. Dạ. Ai bắt được mà không ai hành động nó được. Ừ. Bây giờ nếu chính quyền bắt được phải găng đen này mới được. Dạ. Ừ. Găng đe chừng trị cho nó, đã quýnh người. Dạ, ta như vậy rồi. Là đau quá trời đau. Thì đau quá chịu không nổi đâu, quýnh con vậy là cô xỉu tiêu rồi chứ. Ừ, không còn đâu. Phụ nữ sanh ra là để được thương được yêu. À, con này để dùng vũ lực mà. Dạ. Sao mà sống. Dạ, nổi. Đúng rồi. Ờ, phụ nữ sanh ra là tay yếm rồi tay yếu chân mềm. Ở đây là cô phải chống chọi rằng lấy lại sự công bằng của phái nữ nha cô. Bởi vậy. Dạ, cô, đúng rồi. Cô không có bỏ phụ nữ đâu. Dạ, phụ nữ á, là phụ mình nữ khổ lắm cô. Khổ vậy. Lắm. Dạ. Bây giờ thí dụ người đàn ông đi, người ta khổ là người ta đi về mần cái gì, người ta về nhà ta nghỉ. Dạ, còn mình đừng bà hả? Chăm dùi việc vô trong nhà rồi. Dạ. Việc này việc kia việc nọ đủ thứ chứ đừng bà không. Nó vậy đó. Đừng bà khổ nhất ra nói thiệt chứ không phải chơi đâu. Mà quýnh đừng bà quýnh như thế đó sống gì nổi sống. Dạ. Thì cũng như con nói vợ chồng thì nói chung á ai cũng có gầy gà. Ừ. Nói chung á người. Ừ. Thì vũ phu người không vũ phu nhưng. Ừ. Mà người ta đánh vợ thì người ta đánh như bật tay nóng giận. Ờ nóng giận đi tôi cho sáng bật tay. À, đi đúng rồi. Còn này ảnh ngoan cố luôn sáng bật tay ta còn giận một ngày đánh hết rồi. Đứa đứa mà anh nắm đầu mà anh gịch chị vô và đá lông châm. Ừ. Lúc anh nắm là không có nương tay luôn. Trời ơi coi cái clip đó là không. Ừ. Nương tay luôn. Không có nương tay đâu luôn. Không có nương tay nó còn nói vậy tôi mới sợ nó chết chứ. Bữa nay sẵn có thằng này nó quay phim chụp hình vậy đây đủ mẹ mày tao giết mày luôn. Trời đất quỷ thần lúc này tôi mới sợ dữ nữa. Ừ. Ừ. Tôi sợ dữ sợ giết. Dạ, luôn. Dạ. Nhỏ bị gì nhỏ té xuống nó nằm luôn và nín thinh không nói gì chân. Tôi sợ đó chết. Mà theo như con nghĩ mà anh mà cầm cái cây vuông là có thể là chị là đi luôn. Ừ. Nhờ cây chẩu chứ theo như cái cây vuông là chị. Ừ. Đi luôn cái vuông là đập bổ lên đầu không luôn mà. Ừ, bổ đầu không rồi tay luôn cái đầu hết bây giờ hết công an mà qua bển xác minh đi lật cái đầu ra đấy ha, là mai không biết mấy trăm vít mấy chục vít. Dạ, nổi cái đầu cô, không đi cô cho con hỏi rồi hiện bây giờ chỉ ở đâu rồi ảnh ở đâu rồi cô bây giờ á công an mời ta đi huyện rồi là anh chồng bị mời rồi mời hơn còn người vợ thì hồi hôm qua thì còn nằm nhà thương Hoàng Mỹ. Dạ. Mà không biết. Dạ. Bây giờ có gì được chưa không à không sáng giờ cô không có hỏi. Dạ. Nằm nhà thương Hoàng Mỹ bên. Dạ. Cô chia sẻ lên đây cô có sợ ảnh gì kiếm cô trả thù không? Thì đó ngày qua tôi đã nói với công an rồi. Ừ. Tôi nói mấy chú ơi, mấy chú công an ơi, lâu lâu mới gặp dịp này tôi sẵn đây tôi cũng nói luôn nữa. Mấy chú có thả gì thì mấy chú thả một ngày á. Đặng mà tôi biết nó gì tôi bằng đêm tôi thủ, tôi trốn á là kiểu nào. Chớ mà mấy chú thả bằng đêm là gì đây là nó quậy là nó giết chết hết trơn luôn á. Kiểu rồi. Như cô bức xúc qua đây cô binh chị binh cho nên là cô. Ừ. Sợ ảnh về có sao thì mình nói vậy. Dạ, ừ. Chứ mình không có nói quan người ta nói với cái tiếng nói quan người ta sẽ tội lắm người ta đi tù. Dạ. Mình ở đây mình mang tội đó. Dạ, dạ. Ừ. Có sao nói vậy à tôi không nói gian nói thêm gì trơn trời mà tôi cũng không ghét bỏ gì nó nữa mà thường ngày á nhà tôi mặn bánh xèo rồi tôi kêu nó qua tôi nó ăn rồi tôi cũng nói nó tôi nói tao cho mày ăn ha 24 à vì cho con ăn đây không phải là gì đâu thí dụ đi vì phiên con đừng đánh vợ con nữa nhưng con mày đánh tao khổ quá tao nói thiệt mày đánh vợ mày chảy máu tao thấy tao khổ ghê vậy thiệt tình á mày thấy không con người ta mà mày lỡ mày đi mày dắp cục đất cục đá gì vô giò cái mày muốn chết vậy đó thiệt mà cây mà mày bữa rồi đất cục mày tái vô đầu rồi đá xanh mày liệm rồi mày bắn nặng thằng thung nữa còn què gì sống nổi chồng nói nó vậy đó cái nó nói bà sao mà cứ mày nhắc hoài
nói gì anh chồng nói gì hả? Ừ, ba sao mà cứ nhắc hoài rồi con nói vậy, tao nhắc cho mày vậy, lâu lâu tao mới gặp mày vui vẻ tao mới nhắc mày chứ mày quạo quọ tao đâu có dám. Nói ví dụ như nó uống rượu dừng ăn đây, trời đất ơi, trời tôi thấy nó đi rồi tôi bỏ chạy về nhà rồi nó chở mày làm có rượu vô là sợ hay sao? Sợ thí dụ đi gì nói nghe nè, thí dụ đi giờ nó muốn gì được nó lấy đá để đổ điện vô nhà gì sao phải không? Thôi vậy là thầy về tránh mặt nó đi tốt hơn vậy đó. Nó giờ mà không thấy ai thì thôi nó đi luôn à, rồi nó thấy người ta là lên cơn vậy đó. Nó là vậy không, nó mà ngày nào nó cũng đi nhậu chứ không ngày nào nó không nhậu nữa. Đêm nhỏ này cũng đi mua rượu anh, vậy là anh nhậu liền rồi. Anh nhậu liền, cái bà bán rượu ngoài này nè, bà còn biết bà bán rượu chỗ đầu đường này sát đi. Bà nói mày nhận mà mốt mày mua rượu chỗ nào mày phải đi hơn, hỏi mày kêu cửa vợ kêu cửa tao tao không có bán nữa đâu mày. Ừ.